con đi mỏi chân không? Con ngồi đây mày lè, mày mua là mày đón con. Hả? Đi mẹ mỏi chân đó. Cái trường hợp này đặc biệt, chúng em đang kết nối để giúp đỡ cho hai mẹ con có tiền để phẫu thuật. Dạ. Yeah. Thì nhãn mình mới mẹ con xuất rồi. À dạ. Thôi, cảm ơn anh dạ. Cảm ơn anh nhé. Dạ, cảm ơn anh. Bắt đầu từ ngày mai sẽ có anh bàn của anh sẽ liên hệ với em. Dạ. Và cứ đến giờ thì em đọc số phòng cũng được. Anh dạ. Nó sẽ xách cơm lên tận nơi cho em nhé. Dạ. Ok. Thì sướng rồi. Sướng không? Sướng. Nghe phấn khởi không? Hai mẹ con ăn cơm một suất mấy tiền? Một suất 25.000, hai mẹ con ăn một suất đó, tiết kiệm. Hai mẹ con ăn có một suất thôi à? Dạ. Ôi giời. Bây giờ hỏi em Hải đây, bảo là hai mẹ con ăn có một suất nhá. Thì Khánh lại nhớ là cách đây 5 năm, khi mà vợ của Khánh cũng sinh ở trong bệnh viện Sản Nhi Nghệ An này quý vị này. Và Khánh lên chăm vợ thì Khánh ra ngoài quán cơm Bùi ngoài này Khánh ăn. Thì lúc bây giờ là Khánh nhìn thấy một cái anh thanh niên là sát ăn cùng gần sát bên bàn của Khánh ăn đấy. Thì anh ta là chắn một cái dĩa cơm anh ta chia ra làm hai. Một khúc cá anh ta cũng chia ra làm hai và anh ta chỉ ăn một phần thôi. Còn một phần nữa là anh ta tí nữa xin cái hộp mà anh ta bỏ vào. Lúc đó Khánh cũng không dám hỏi đâu, nhưng mà Khánh cảm nhận được, cảm nghĩ rằng là có lẽ là anh ta đang giữ lại một nửa cơm để buổi chiều ăn, hoặc là đưa vào để cho vợ hoặc cho người thân ở trong bệnh viện ăn đấy. Đấy, Khánh kể cái câu chuyện này để chia sẻ với quý vị là để thấy rằng là cho đến bây giờ cái thời buổi này rồi, nhưng còn có rất là nhiều cái hoàn cảnh khó khăn quý vị. Và hôm nay lại gặp em Hải đây cũng vậy, không biết là vì là mình nhỏ quá, mình yếu là mình không có ăn hết một phần cơm, hay là không ăn hết cả hai phần cơm, hay là vì là mình tiết kiệm mà mình phải ăn hai mẹ con một phần. Thì giờ mua hai phần hai mẹ con cũng không ăn hết. À do ăn không hết đúng không? Không hết, vậy là mua ăn không hết đến thừa đến phí ra. Ừ. Hai mẹ con mua một suất thôi. Ừ. Dù có đói hơn một chút xíu cũng không sao. Chứ nó tà hơn thì đổ đi phí. Một phần mình tiết kiệm. Thế thì mua hai suất còn mất 50.000 nữa. Thế thì em gọi một phần cơm, em nói người ta là cho em thêm cơm một tí. Và đôi khi là ăn cho lỡ mà thiếu cơm mình đói nhá. Đấy, thì thế mình mua một cái phần, nhưng mà mình mua phần 30.000 thay vì là 25.000, thì bây giờ mình mua một phần cơm là nhiều cơm hơn một tí, nhiều thức ăn hơn một chút, rồi là 30.000 để mẹ con ăn cho no nhá. Ok, đi lấy đi mua cơm đi. Đi mua cơm. Con đi mỏi chân không? Con ngồi đây mày lè, mày mua là mày đón con. Hả? Đi mẹ mỏi chân đó. Bác sĩ bảo khi mỏi chân. Ngày xưa mà chồng của em thì có to cao không? Nhỏ, anh cũng bị khuyết tật à. Cũng nhỏ nhỏ như em này luôn à? Không, anh cao hơn, anh cao gần tầm anh Khánh à. Ồ. Mà anh nhỏ con, anh cũng bị khuyết tật, anh đi nhắc ra. Chứ anh ấy thì cũng là bị khuyết tật, nhưng mà cũng có to cao gần bằng anh thế. Anh nhỏ con thôi. Mỗi lần mà hai vợ chồng hôn nhau thì cái anh chồng mỏi cổ lắm nhỉ? Hả? Phải không? Hả? Đùa tí thôi quý vị, trông tội nghiệp quá. Thường mua cơm ở đâu? Đây, mua căng tin. Mua ngay căng tin ở bệnh viện đây luôn á? Đi ra ngoài đường, xe em không dám qua đường. Đúng rồi. Đi ra đây có cơm gì thì ăn cơm đấy thôi chứ. Là mua ăn tại chỗ đây luôn hay là đưa lên phòng? Mua lên trên phòng. Thôi đây là bữa nay thằng cô xuống đây chứ không kìa, hắn ở trên hắn đối xuống. Một mình mẹ xuống thôi à. À hôm nay là vì anh Khánh gọi cho nên là đi xuống đây đúng không? Dạ. Chứ còn không là một mình mẹ đi. Dạ. À. Đi xuống tầng, ở chi xuống tầng vất vả lắm. Ừ. Tại em khéo bợp. Mua phiếu ở đây hả? Dạ. À. Ơi. À có lần với mỗi chân.
con lại lấy ghế ngồi đi. Anh cho em một suất cơm 30.000 này. Cơm bình thường là 25.000, nhưng lúc này Khánh nói là thôi mua 30.000 đi, để cho nhiều nhiều cơm một chút. Cho nhiều nhiều cơm với chị. Cái trường hợp này đặc biệt, chúng em đang kết nối để giúp đỡ cho hai mẹ con có tiền để phẫu thuật. Dạ. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn anh nhé. Dạ, dạ, cảm ơn anh. Hôm nay gặp anh Khánh thấy may hơn chưa? Có. Có nhà hảo tâm cho tiền bây giờ là. Em nói lâu lắm rồi em lấy xong không. Nhà cơm ở bệnh viện cũng cho cũng mời cơm để ăn đây luôn đấy. Các tin đồng ý quên. Đâu? Mời. Dạ. Dạ được. Lúc này hỏi là tại sao ăn một suất, bảo là ăn hai suất không hết. Mà ăn một suất thì đôi khi là thiếu. Thế em mới bảo là thế thì suất 25.000 thì bây giờ em gọi 30.000 để thêm một tí cơm để cho no. Thấp này làm sao nhìn được biết là thèm ăn món gì? Hả? Thì nhìn đó thấy các chị. Ồ, căng tin bệnh viện đây sạch sẽ thật đấy. Nhiều chỗ nhìn cao lên đây này em không thấy ra. À. Đưa phiếu cho họ lấy cho. Em chỉ đeo 18 thôi. Em ăn đây đưa về. Dạ em đưa về chị. Để cơm gì đấy? Để lại cơm xương đấy. Dạ em nhiều cơm lên với chị nha. Thực thường em hãy muốn một số 25.000 rồi thôi. À. Hai mẹ con ăn được. À. Thức ăn như con ăn thế thì ăn đi, cố gắng ăn thì mai mổ đi, cơm mẹ ăn thì ăn được ạ. Ôi giời. Vì hai suất 25.000 được thức ăn đó ạ. Rồi, cảm ơn chị nhé, cho cái bao này. À, bao đây. Bao đó, Khánh. Thế bây giờ là hai. Dạ? Dạ. Đúng rồi, em Khánh. Dạ. Ở ngoài trẻ hơn à? Cảm ơn chị nhé. Đây cả nhà này, suất 30.000 như này. À đó, về con ăn hết sườn là mẹ ăn có tí rau thôi à. Sao lại con ăn hết sườn mà mẹ ăn có tí rau thế? Tí cho hắn ăn để cho hắn có sức mái mổ à. Ừ. Cái thứ hai, hai lấy thêm tí cơm nhé, lấy thêm tí thịt nhé. Không ăn cơm nữa. Anh thêm mua thêm cho. Không, được rồi, tăng đi được rồi. Không Hôm nay vào mua cơm mà chủ anh bán cơm ở căng tin bệnh viện đây cũng mời luôn. Không lấy tiền. Anh bệnh viện anh từ thiền luôn đó. Hả? Anh bệnh viện anh từ thiền luôn. À. Rồi, ok. Sạch. Đùa với thìa đâu? Đùa với thìa nữa, hạnh số đùa với thìa bên đó. Thế canh là phải bỏ một bao riêng nha hay là không, bỏ vào đấy, bỏ. Đổ không? Đổ. Thế rồi ai sạch cho? Thì mỗi lần em lên trong em sạch cho ai sạch. Đỡ bừa nhiều. Để bừa nhiêu chỉ là lên ở câu tháng nhờ họ sạch lên là đi câu tháng là em đưa vô. À. Như này em vẫn sạch và đi lên được cầu thang luôn. Dạ, cứ nhẹ thôi mà, ít thôi mà. Ừ. Nhẹ nhưng mà nó vướng. Dạ, đúng rồi. Tôi chứng hạn thưởng. Em chào chị nhá. Dạ. Thế có như này có lên tận nơi đâu đổ hết canh hả? Hả? Đúng rồi, nhiều vướng đổ hết canh, thiết nhân lắp lỏng đổ hết. À. Đi về con, đi. Có nhiều bừa là lắc lên đến nơi là đổ hết canh luôn á. Đúng rồi ạ. Ừ. Rồi, hai mẹ con lên ăn cơm ngon miệng nhá. Dạ. Ở đây ở ngay chỗ cổng bệnh viện này lâu lâu có cơm từ thiện không? Không có, ở đây em ở một lần trước không hề có từ thiện gì luôn. Không hề có từ thiện gì. Để anh sẽ anh sẽ liên hệ với bàn của anh nhóm bàn bán cơm từ thiện của anh ở gần đây. Dạ. Nhá. Xong rồi là cứ đến giờ đấy thì sẽ có người đưa cơm đến cho hai mẹ con em ăn. Dạ. Nhá. Dạ, không dạ. Phải mất tiền. Dạ. Nghe thấy có phấn khởi không? Dạ, được thì lợn chi nè. Rồi. Em ơi. Thì bắt đầu từ ngày mai sẽ có anh bàn của anh sẽ liên hệ với em. Dạ. Và cứ đến giờ thì em đọc số phòng cũng được. Anh dạ. Nó sẽ xách cơm lên tận nơi cho em. Nhé. Dạ. Ok. Thì sướng rồi. Sướng không? Sướng. Nghe phấn khởi không? Dạ. Từ ngày mai hai mẹ con không phải mua cơm ăn nữa nhé. Dạ. Anh Khánh sẽ kết nối với bàn của anh Khánh và đưa cơm lên tận nơi cho hai mẹ con. Dạ. Nhé. Dạ. Vì anh Khánh đi nhiều nơi cho nên là không thường xuyên ở đây được. Dạ. Nhưng anh sẽ cố gắng kết nối những nguồn lực để hỗ trợ cho hai mẹ con em tốt nhất. Dạ. Ok. Rồi em rồi. Cảm ơn yên anh tâm, nhiều nhá. Yên tâm dạ. Chữa bệnh nhá. Dạ. Đi này lên cầu thang thì mệt lắm. Dạ đúng rồi, có bữa lên thở không được, toát hết cả mồ hôi. Ồ. Nhiều bữa xách nước ra đi mua nước về uống kìa. Xuống đây mua này. Ừ. Xách nặng. Em ở tầng mấy? Em ở tầng 2.
Em ở tầng 2 á? Dạ. Ôi giời, để mỗi lần bây giờ đi dọc đường thì đã khó rồi. Không ai dắt con là này. Con phải tự ý lên một mình thì đó, mẹ lên mình thì đó. Thì có ai hỗ trợ không? Không. Lâu lâu có người đi cùng hỗ trợ không? Không. Đó. Hai mẹ con cứ tự đi, ôi. Đó, con lên đứa mẹ lên đây này. Cháu là đi kiểu đó? Dạ. Mẹ cũng phải vịn đi mẹ lên nghiệp, chứ. Tội nghiệp quá quý vị ơi. Ồ. Ây chà. Mỗi lần mà đi lên như này mình không chống nàng thì mình đau chân lắm không? Dạ, không lên được. Không lên được. Phải có cái tay vịn vịn bên này mới lên được. Ờ, phải có tay vịn lên rồi một tí nữa mới lên được đúng không? Ừ. Thở nhọc không? Lên lên nơi toát cả mồ hôi. Lên lên nơi toát cả mồ hôi. Rồi, cháu rồi. Ừ. Tầng mấy rồi? Lên tầng 2 đây rồi, đi vô trong này rồi. Rồi, thôi. Thôi đây. Hai mẹ con vào nhé. Dạ, rồi, em chào anh Khánh nha, ừ. Em chào anh. Rồi, rồi, chào em nha. Dạ. Chú chào anh Tuấn nha. Dạ, chào rồi. Chú. Rồi, con đi vào đi. Đi vào đi. Mẹ sao? Đi vào đi.